Hello các bạn, em Mì xin mến chào các bạn nha. Trở lại với cơm bộ móng cô này. Hôm nay là em Mì đã sơn cái màu rất là ngọt luôn. Rồi, đây là cái mẫu giả của khách nè các bạn. Với cái mẫu giả này thì em Mì chỉ dùng hai chai nước sơn loại này thôi. Đó, một chai màu đen, một chai kim tuyến. Em Mì sẽ vẽ cái mẫu cho cô này. Nhưng mà các bạn biết thường khi khách mà đã đem mẫu lại cho mình, không phải mẫu của tiệm mình đó, là em Mì cũng có thể giả được. Nhưng mà em Mì hồi nào cũng nói với khách là em Mì giả nó tương tự như vậy thôi, chứ không có chính xác 100% giống. Tại vì có mình in khay những cái cô khách khó tánh đó các bạn, họ bắt mình một lát mà họ bắt bẻ mình không có giống y hệt thì không được. Nên hồi nào em Mì cũng sẽ nói là em Mì giả tương tự vậy thôi. Rồi bây giờ em Mì bắt đầu giả cái bàn tay bên đây trước nha các bạn. Với cái mẫu đó, cái bước đầu tiên là em Mì sẽ đi hai cái sọc màu đen trước nè. Bây giờ em Mì đi hai cái sọc màu đen ở đây. Em Mì đi thẳng qua một sọc. Rồi bên đây em Mì cũng đi thẳng qua một sọc luôn. Đó, bạn thấy mình kéo như vậy đầu này nó hơi mỏng, mình tô lại một miếng nữa không sao. Đây sọc màu đen em Mì đi trước rồi. Tại vì cái móng của cô khách này nó ngắn hơn cái móng của mẫu, nên em Mì vẽ cái lằn đen nó hạ xuống. Bây giờ em Mì đi kim tuyến ở giữa nha các bạn. Đường kinh tuyến ngay giữa. Rồi bước thứ hai em Mì sẽ đó, kinh tuyến thì loại này nè các bạn. Các bạn đã biết rồi, em Mì chia sẻ nhiều lần không à. Rồi bây giờ em Mì sẽ vẽ màu đen nha. Mì trước tiên là em Mì sẽ vẽ cái cành màu đen trước nè. Cái cành màu đen để đi từ cái hướng này lên. Rồi nó lại qua đây nè, nó lại nè. Rồi tiếp tục em Mì sẽ đi hai cái lá, hai cái lá phía dưới này. Ở đây là một cái lá nè, Mì kéo cái nhánh ra một chút, em Mì đi cái lá nha các bạn. Cái lá em Mì đi hơi bầu tròn một chút. Rồi đây một lá nha. Rồi bên đây là Mì sẽ đi một lá nè, Mì sẽ kéo ra đây nè. Là dính bông rồi, em Mì sẽ đi một lá ở đây. Đó là em Mì đã được hai lá rồi, hai lá ở phía dưới. Rồi bây giờ hai lá nó kế lên chỗ cái đen chỗ này nè. Em Mì sẽ đi ra đây một lá nữa. Đó, các bạn thấy em Mì đi cái lá trước xong đó rồi em Mì mới tô cái lá lại. Các bạn tô thì lấy nước sơn vừa đủ thôi nha, tại màu thường mình đừng có để nó đọng nước sơn. Có nhiều bạn hỏi em Mì giả màu thường người hơ bao lâu là mình bỏ thấp gel được, thì nhiều khi em Mì giả tay bên đây tay bên kia nó đã khô rồi. Nếu mà bạn nào kỹ nữa thì mình bỏ cho mình hơ 1 phút trước khi mình bỏ thấp gel lên nha. Đó, em Mì đã xong 4 lá nha các bạn. Rồi còn ở trên đọt hay trên đây một lá nữa, bên kia một lá, và trên đọt một lá. Cái mẫu này mình vẽ nó hơi nhỏ nên hơi tỉ mỉ tí xíu các bạn. Mì đã xong cái nhánh cho cô khách này nè các bạn. Đây các bạn thấy không, nó tương tự với cái mẫu nè. Rồi bây giờ em Mì sẽ cho cái tay này nằm qua đây. Rồi bước bên đây cũng vậy, em Mì sẽ tiến hành vẽ hai cái sọc nha. Mì vẽ hai cái sọc đen nè các bạn, kéo lẳng một đường ra. Rồi bên đây mình kéo một đường nữa. Sẽ bỏ kim tuyến lên đây, kim tuyến ngay giữa đây nha.
bước thứ hai thì em mình cũng sẽ đi cái cành này. Mình đi cái đường từ đây nha. Thì cái cành này em mình phải vẽ nó đối chiếu với cành bên kia. Đó. Rồi em mình sẽ đi một cái lá dưới đây luôn. Câu lại. Còn đây em mình đi một lá đây nè các bạn. Cái lá mình có thể bắt nhọn từ ngoài vô hoặc là từ trong mình vẽ ra không sao. Tại em mình không muốn trở cái tay lại từ ngoài, từ trong ra thì sẽ che khuất cái tầm nhìn của các bạn. Rồi, bây giờ trên đây là em mình sẽ vẽ hai lá nữa. Bên đây một lá nữa nha các bạn. Rồi, xích lên đây mình sẽ một lá đó nè. Cái này mình có thể vẽ lá nó hay tròn chút hay dài ra cũng tùy theo mẫu của khách nha, hoặc là tùy theo khách nó muốn các bạn. Hoặc là mình có thể là mình cảm thấy nó giả mà tương đối thì mình có thể tự chỉnh sửa chút xíu cũng được. Rồi giờ trên ngọn một lá nữa này nha các bạn. Mày đi trên đây đi vô nè. Rồi các bạn thấy không, hai cái này bên đây nó ẩn qua bên đây nó ẩn lại. Lại mì đã hoàn thành xong hai ngón giả cho cô khách nè các bạn, thấy không, cực kỳ đơn giản, cái màu rất là ngọt ngào luôn. Rồi bây giờ em mì sẽ cái bước cuối cùng là em mì sẽ bỏ cái thớt gel lên. Ở bên đây nãy giờ nó đã khô rồi, em mì không cho hơ lại nha các bạn, bây giờ mình vẽ cái tay bên kia thì cái màu thường bên đây đã khô rồi, mình vẽ ở cái mức độ nước sơn nó vừa phải thôi, nó không cần đậm nước sơn nên nó đã khô, mình không cần phải hơ lại. Đây bây giờ em bỏ thấp khấu liền cái ngón này cho các bạn thấy, nếu mà nước sơn chưa khô thì màu nó sẽ bị lem ra. À, các bạn thấy bây giờ em bỏ thấp khấu lên mà cái màu nó vẫn không lem ra là em đã biết nó đã khô rồi. Rồi bây giờ em sẽ bỏ tiếp thấp khấu những cái ngón còn lại. Là em đã hoàn thành xong hai cái ngón giả mà nó cũng cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ cái mẫu, những cái mẫu giống như vậy đó các bạn, không biết ở tiệm các bạn thì sao chứ tiệm may mày làm thì nó cũng đang hot lắm, nhiều cô khách vô thích vẽ cái mẫu như vậy lắm. À, giờ em mày bỏ nước bóng lên đây, các bạn thấy cái loại nước bóng em mày cũng rất là bóng không. Để em mày bỏ món này xong rồi em mày sẽ chia sẻ cái loại nước bóng em mày xài, có nhiều bạn cũng hỏi em mày nha. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment dưới video hỏi em mày. Em mình sẽ cố gắng trả lời hết những cái câu hỏi của các bạn. Nếu mà có chậm một tí xíu các bạn cũng thông cảm. Nhiều khi em mình bỏ video lên em mình bận quá chưa kịp trả lời cho các bạn nha. Tay của khách bị dính lông, em mình quét xuống để em thay một hồi nó cộm. Đó các bạn, bây giờ em mình sẽ chiếu cái hiệu nước bóng nè. À, cái hiệu nước bóng của em nè các bạn. Không nói chưa đó. Con biết mà. Ok. Nè bây giờ cái hiệu nước bóng là cái hiệu này nha các bạn. Rồi các bạn cứ lên Amazon các bạn search cái hiệu ra thì các bạn biết là cái loại nước bóng loại nào. Bây giờ em các bạn mua được thôi. Còn các bạn nếu mà cần thì cứ comment dưới video, em mình sẽ dán cái link cái thấp khấu này lên cho các bạn mua. Bây giờ em mình tạm dừng video tại đây nha các bạn. Em mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.